chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc áo cardigan mix hoodie như thế này. Ở cái form đó các bạn thì chúng ta có cải biên một xíu ha, và chúng ta làm cái form nón của hoodie nha các bạn. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái form áo này nha. Mình hy vọng là ai cũng sẽ móc thành công hết. Với cái mũi móc này thì chúng ta có thể thấy là nó rất là khít và mềm mại nè các bạn. Và ở cái phần bơ tay áo rất là ôm vô cùm tay, nhưng mà nó không có gây cái cảm giác là cứng ngắc á. Với lại mình phối hai cái túi như thế này rất là dễ thương nè. Mình hướng dẫn cho các bạn từ cái size sơ sinh cho tới cái size mà 5-6 tuổi luôn, và mình chia mũi hết sức là rõ ràng. Tất cả các thông số về cái chiếc áo khoác á, thì mình có ở trong cái clip mình ghi cho các bạn vào cái tờ A4 hết à, cho nên là các bạn sẽ dễ dàng thực hiện cái mẫu áo mới toanh này nha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích và luôn ủng hộ kênh Mimi Handmade. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Với cái mẫu áo khoác này thì mình sẽ sử dụng len miêu cotton của 125g nha các bạn, và mình sẽ phối hai màu, màu đỏ đô với cái màu trắng kem. Thì ở đây mình sẽ lựa chọn màu số 33 nè các bạn. Màu trắng kem thì mình sẽ chọn màu số 1 nha. Và cái kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc 4mm nè. Các bạn chuẩn bị cho mình thêm kéo cắt len, kim khâu len, cái thước dây, với những cái kim đánh dấu nè các bạn, và những cái hạt nút nha. Để thuận tiện cho cái việc chia sẻ các bạn, thì ở đây mình đã vẽ mô phỏng ra cái áo khoác của chúng ta, và chúng ta có những cái thông số cần thiết, và mình cũng đã liệt kê cho các bạn cái độ tuổi là từ 0 đến 3 tháng, là từ sơ sinh là các bạn cho tới 5-6 tuổi luôn nha. Và mình có các cái số đo vòng ngực, cái ách, rồi độ dài tay áo, chiều dài áo phát và chiều cao nón. Đối với vòng ngực á các bạn, thì mình sẽ đo từ cái điểm này qua cái điểm này, mình đánh dấu là số 1 nè. Ở đây là mình đánh dấu số 1 nè. Vòng ngực thực tế là mỗi bé sinh ra, nếu mà theo cái tiêu chuẩn cân nặng chuẩn á các bạn, thì nó sẽ có cái số vòng ngực tương ứng như thế này. Còn ví dụ như bé gầy hoặc là sổ sữa gì đó, thì chúng ta có thể là đo cái vòng ngực của bé để mà chúng ta có thể là móc được đẹp hơn ha. Rồi nếu mà theo cái bảng cân nặng kia tiêu chuẩn á, thì cái vòng ngực thực tế này mình sẽ móc trừ hao cho các bé từ 2, 3, 4cm nữa ha. Thì các bạn cứ lấy cái vòng ngực này cộng cho 2, 3cm, 4cm. Ví dụ như 41 thì mình cộng 2 là mình sẽ móc là 43cm. Hoặc là các bạn móc size 9 đến 12 tháng nè, các bạn lấy 48 cộng cho 2 hoặc là 3 là nó ra 50, 51 á các bạn. Rồi tương tự những cái tuổi ở trên đây cũng thế luôn nha. Các bạn cứ cộng vào. Nếu mà các bạn muốn nó rộng rãi nhiều thì các bạn sẽ cộng nhiều hơn số móc xích. Rồi nếu mà các bạn muốn nó vừa phải thôi thì sẽ cộng theo cái số cm nó ít thôi, 1 hoặc là 2cm là được ha các bạn. Rồi cái ách là cái chỗ mà từ cái điểm này nè các bạn, từ cái chỗ cổ áo á, cho tới xuống cái nách nè, thì chúng ta gọi nó là cái ách. Thì ở mỗi size nó có số cm khác nhau nè. Ví dụ như hôm nay mình sẽ móc cái size từ 12 nè đến 18 tháng. Mình sẽ móc cái vòng ngực của bé là 50 cộng 2 hoặc là 3 vậy đó. Trong cái quá trình móc thì mình sẽ cân đo đong đếm ha. Và cái ách mình móc sẽ ở khoảng là 12,5 đến 13cm ha các bạn. Ở cái độ cao này nè, khoảng 12,5 đến 13cm. Rồi ở đây những cái size rồi các bạn cứ dồn vô đây để các bạn móc ha. Rất là đơn giản thôi các bạn, cái mẫu này nó không có quá khó đâu ha. Rồi cái độ dài tay áo này các bạn, độ dài tay áo thì mình sẽ đo từ cái nách này xuống tới cái cổ tay các bạn, tới cái ở phía dưới này luôn. Thì mình cũng sẽ trừ ra cái đoạn mà mình làm cái bo tay áo nè, mình sẽ móc từ điểm này xuống điểm này, rồi mình sẽ móc từ cái điểm này xuống cái điểm này cho đủ là 15cm cho cái size sơ sinh nè, 16cm cho cái size 3 đến 6 tháng, còn của mình nè là 20cm. Rồi của các bạn thì nó có số tương tự ha. Ví dụ như ở đây mình làm cái bo tay áo khoảng 3 hoặc là 3.5cm hoặc là 4cm gì đó, thì mình sẽ lấy 20cm mình trừ đi cái bo áo đó, rồi xong rồi cái mình móc tới ví dụ như 16cm đi. Rồi từ cái phần cái điểm này nè mình sẽ móc thêm 4cm nữa là nó sẽ đủ là 20cm nha các bạn. Rồi cái chiều dài áo khoác là mình sẽ đo từ cái điểm này là chỗ ngang vai các bạn, xuống tới cái phần bo áo nè, tới cái phần gấu áo nè. Thì ở mỗi size nó cũng sẽ có cái số chiều dài khác nhau nè. Size sơ sinh là 28 và cao nhất của chúng ta sẽ là 5 đến 6 tuổi sẽ là 52 đến 54 cm tùy theo bé ha các bạn. Muốn dài hơn xíu thì mình cộng thêm 1-2 cm nữa cho bé cũng được nè. Rồi cái chiều cao nón. Chiều cao nón thì mình sẽ móc từ cái vai mà các bạn, mình sẽ lên tới cái đỉnh đầu luôn. Thì ở đây mình cũng đã có liệt kê cho các bạn, như cái size của mình sẽ móc cái chiều cao nón là 24 cm ha. Rồi ở đây có từng cái số cm mà các bạn cần móc nè. Một lát nữa mình sẽ các bạn sẽ bấm dừng màn hình lại và chúng ta sẽ chụp cái phần ở trên trước đi, hoặc là các bạn có thể add cái Zalo mình á, mình sẽ gửi nguyên cái bản A4 này cho các bạn nha. Và ở đây mình cũng đã có chia ô sẵn cho các bạn nè. Tại vì á cái này nó sẽ khác với những cái áo khoác trước, tại vì mình sẽ nói giữa cái mũi móc đơn và mũi móc kép ở hai hàng xen kẽ với nhau các bạn, cho nên là chúng ta sẽ chia mũi nó hơi ít lại so với những cái khác ha. Rồi bây giờ các bạn có thể là nhìn nè, size sơ sinh chúng ta móc 53 mũi nè, rồi size 3 đến 6 tháng chúng ta sẽ móc là 56 mũi. Và từng ô như thế này mình có ghi cho các bạn rồi hết rồi nè. 9 đến 12 tháng là móc cái ô này, 12 đến 18 tháng là móc cái ô này, và lần lượt những cái ô chúng ta cần móc ha. Ở đây là mình chia cho tới 5-6 tuổi nè các bạn. Ví dụ như của mình là 12 đến 18 tháng thì một lát nữa mình sẽ móc cái ô này nha. Rồi của các bạn là bao nhiêu thì các bạn sẽ móc. Vì cái cổ này nè các bạn, nó sẽ nhỏ lại ở cái chỗ này nè. Cho nên là cái phần 12 đến 18 tháng á, chúng ta sẽ bắt đầu từ 68 mũi ha. Còn như cái clip, những cái clip trước á, thì 12 đến 18 tháng là chúng ta sẽ móc nhiều hơn cái số lượng mũi này, do là chúng ta xen kẽ hàng mũi móc đơn và hàng mũi móc kép, cho nên chúng ta phải giảm cái này lại. Thì một lát nữa khi lên cái phần nón á, chúng ta sẽ tăng mũi ở những cái góc vuông nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái kim móc và len ra để mà chúng ta sẽ bắt đầu móc. Trước khi bắt đầu móc thì các bạn sẽ bấm dừng màn hình lại để các bạn chụp cái phần ở phía dưới nè. Đó, rồi chúng ta sẽ cùng nhau móc nha. Đây các bạn, mình sẽ móc cái size của mình nè là 68 mũi móc xích. Vậy thì bây giờ mình sẽ tạo trước một cái nút thắt nha. Sau đó là mình sẽ móc lên 68 mũi móc xích. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình đã móc đủ 68 mũi móc xích rồi nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau móc lên thêm 2 mũi móc xích nữa nha. 1, 2 nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ đếm cho mình 1, 2, 3. Đâm kim vào cái chân móc thứ tư này nè. Các bạn sẽ móc một mũi móc kép. Rồi, cái chỗ này các bạn sẽ để ý cho mình nè, có 1, 2, 3 móc xích. Thì 3 móc xích ở chỗ này chúng ta sẽ tượng trưng cho một mũi móc kép ha. Như vậy thì chúng ta vẫn đếm ở đây là cái số 1 nè, cái này là mũi móc kép số 2 nè. Ở đây cái phần ngực trước của mình, nửa bên ngực trước của mình sẽ móc là 9 mũi. Thì ở đây mình móc được 2 mũi rồi, thì các bạn sẽ móc thêm 7 mũi nữa. Bây giờ mình đếm nè ha. Mũi kế tiếp sẽ là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Móc xong 9 mũi rồi. Ở đây nó có một cái góc vuông nè các bạn, mình sẽ tăng một mũi ở chỗ này ha. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc kế bên á, 3 mũi móc kép. 1, 2, 3. Và sau đó các bạn sẽ đánh dấu cái chân móc thứ hai của cái 3 mũi móc kép này nè. Rồi các bạn sẽ đánh dấu vào cái chân móc thứ hai ha. Rồi bây giờ các bạn lại móc tới cái phần vai nè. Phần vai của mình, cái size của mình là 13 mũi thì mình sẽ móc là 13 mũi móc kép. 1, 2, 3. Rồi các bạn sẽ móc 10 mũi còn lại nha. Mình đã móc được 13 mũi ở cái phần vai rồi nè các bạn. Bây giờ kế bên cái mũi thứ 14 bên đây nè, các bạn sẽ móc vào đây 3 mũi móc kép nha. 1 2 3. Tương tự như cái góc vuông trước đó, các bạn cũng sẽ đánh dấu vào cái chân móc thứ hai của cái cụm 3 mũi này nè. Rồi tiếp theo ở cái phần sau lưng này các bạn, của mình sẽ là 20 mũi móc kép. Như vậy thì chúng ta sẽ đếm lại từ đầu. Ở cái chân móc kế bên các bạn sẽ đếm là 1 kép, kế tiếp 2 3 4 5. Rồi các bạn sẽ móc 15 mũi còn lại nha. Mình đã móc xong cái phần ở sau lưng rồi nè các bạn, với 20 mũi móc kép ha. Bây giờ bên đây có một cái góc vuông nè, chúng ta cũng sẽ tạo cái góc vuông bên cái chân móc bên cạnh ha. Móc vào cái chân móc bên cạnh 3 mũi móc kép và chúng ta lại đánh dấu vào cái chân móc ở giữa, chân móc thứ hai á, để làm dấu lên cái hàng thứ hai. Chúng ta sẽ móc vào cái chân móc đó ha. Và bây giờ ở cái bên phần vai còn lại nè, chúng ta sẽ móc là 13 mũi móc kép. Chúng ta lại đếm lại từ đầu bên chân móc kế bên. 1 2 3. Rồi các bạn sẽ làm 10 mũi móc kép nữa nha. Sau khi các bạn móc được 13 mũi móc kép ở cái phần vai này thì ở đây có một cái góc vuông nè, chúng ta cũng sẽ móc vào cái chân móc kế tiếp nè, 3 mũi móc kép và đánh dấu lại cái chân móc thứ hai nha. 2 3. Rồi chúng ta sẽ đánh dấu lại cái chân móc thứ hai này. Như vậy thì còn cái phần ngực trước, còn nửa bên còn lại nè các bạn là 9 mũi, thì chúng ta sẽ móc 9 mũi móc kép ha. Chúng ta kiểm tra lại nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Như vậy là chúng ta sẽ móc 9 mũi móc kép mỗi chân móc nè, là móc 1 kép là chúng ta sẽ đủ 9 mũi nha. Các bạn sẽ móc đến cuối hàng. Mình đã móc xong ở cái phần ngực trước rồi nè các bạn. Bây giờ tới cái hàng thứ hai ha. Cái hàng thứ hai các bạn sẽ móc lên cho mình 1 mũi móc xích, quay ngược cái đầu móc này lại. Thì ở cái chân móc đầu tiên và cái chân móc cuối cùng các bạn sẽ đâm kim vô cái chân móc như thế này, đâm kim nguyên cái chân móc luôn nha. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này 1 mũi móc đơn. Ở những cái chân móc ở chính giữa các bạn sẽ móc cho mình vào nửa cái nhánh bên ngoài nha, nửa cái nhánh bên ngoài này nè, thay vì là một chân móc. Chúng ta sẽ móc vào cái nhánh bên ngoài để tạo những cái đường gân và để cho cái mũi móc của chúng ta nó được khít và đẹp hơn ha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình ở chân móc kế bên là 1 mũi móc đơn, chân móc kế tiếp 1 mũi móc đơn, và làm lần lượt tới kế bên cái mũi mà chúng ta đánh dấu á. Đây, mình đã móc tới cái điểm mà chúng ta đánh dấu rồi nè các bạn. Còn một cái chân móc kế bên này, các bạn sẽ móc vào nửa cái nhánh bên ngoài của cái chân móc kế bên này 2 mũi móc đơn. Rồi, bây giờ các bạn sẽ lưu ý cho mình như thế này ha. Cái hàng mũi móc kép ở chỗ góc vuông á thì chúng ta sẽ móc là 3 mũi móc kép. Còn cái hàng mũi móc đơn á thì các bạn sẽ móc như sau nè. Cái chân móc kế bên cái chân móc mà các bạn đánh dấu thì các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn. Ở cái chân móc mà chúng ta đánh dấu, các bạn sẽ móc vào nguyên cả chân móc, nguyên cả chân móc này 1 mũi móc đơn. Sau đó chúng ta lại đánh dấu vào nguyên cái mũi móc đơn này. Các bạn sẽ móc 1 mũi móc đơn thôi nha. Rồi cái chân móc kế bên cái mũi móc đơn này, các bạn sẽ móc vào nửa cái nhánh bên ngoài 2 mũi móc đơn cùng một chân. Như vậy thì ở cái góc vuông của cái hàng mũi móc đơn, chúng ta sẽ móc là chân móc đầu tiên của cái chỗ kế bên chỗ đánh dấu, chúng ta sẽ móc là 2 đơn, chỗ đánh dấu là 1 đơn, kế bên chỗ đánh dấu phía trước sẽ là 2 đơn, 2 1 2 nha các bạn. Các bạn chỉ cần nhớ như vậy thôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc vào những cái chân móc kế tiếp vào nhánh bên ngoài, mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn tới cái chỗ đánh dấu thứ hai của chúng ta. Rồi mình tiến tới gần đến cái chỗ đánh dấu thứ hai rồi nè các bạn. Rồi Kế bên cái chỗ mà chúng ta đánh dấu nè, cái chân móc kế bên này các bạn sẽ móc là 2 mũi móc đơn cùng một chân ở nửa cái nhánh ngoài ha. Rồi tháo cái kim đánh dấu này ra, chúng ta sẽ móc vào nguyên cả chân móc cái kim đánh dấu này một mũi móc đơn. Sau đó là các bạn sẽ đánh dấu lại cái chân móc này để lên cái hàng móc tiếp theo là hàng mũi móc kép á các bạn. Các bạn sẽ móc vào cái chân móc đánh dấu này nè, 3 mũi móc kép ha. Rồi kế bên cái mũi móc đơn này các bạn sẽ móc là 2 mũi móc đơn cùng một chân. Rồi, xong cái góc vuông tiếp theo rồi nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ lại móc những cái mũi móc đơn vào những cái chân móc kế tiếp cho tới cái góc vuông thứ 3. Rồi các bạn cũng sẽ làm tương tự như góc vuông thứ nhất và góc vuông thứ 2, và các bạn sẽ tới góc vuông thứ 4 và móc đến cuối hàng luôn nha. Bây giờ mình đã tới cái chân móc cuối cùng. Chân móc này cũng là cái chân móc 3 mũi móc xích đầu tiên mà chúng ta đã đếm á các bạn. Bây giờ các bạn sẽ móc vào cái chân móc cái chân móc của mũi móc xích thứ 3, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn luôn nha. Đừng có quên cái chân móc này nha các bạn, để thôi là nó không có đều á. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích thôi ha. Các bạn sẽ quay ngược cái đầu móc này lại, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này nè, là nguyên cả chân móc. Các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc kép, lên một mũi móc xích thôi nha các bạn, đừng lên 2 ha. Rồi chúng ta đã có được mũi móc kép đầu tiên ở cả nguyên chân móc. Những cái chân móc còn lại các bạn sẽ móc vào nửa cái nhánh bên ngoài, mỗi chân là mỗi mũi móc kép cho tới cái góc vuông đầu tiên. Thì các bạn sẽ tháo cái kim đánh dấu ra và chúng ta sẽ móc vào đó 3 mũi móc kép là được nha. Rồi các bạn cũng sẽ móc lấy kim đánh dấu á, chúng ta sẽ móc vào cái chân móc thứ 2 của cái cụm 3 mũi đó để chúng ta đánh dấu vào để lên cái hàng tiếp theo là hàng mũi móc đơn á. Rồi các bạn sẽ móc như mình hướng dẫn cái hàng vừa rồi nè đó các bạn. Ở chỗ kế bên cái chỗ đánh dấu này các bạn cũng sẽ chỉ móc một mũi móc kép như bình thường thôi ha. Chỉ có mũi móc đơn mình mới móc cái chỗ này là 2 mũi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tháo cái kim đánh dấu này ra, các bạn sẽ móc vào nguyên cả cái chân móc nè, 3 mũi móc kép cùng một chân. Rồi chúng ta sẽ lấy kim đánh dấu lại cái chân móc chính giữa, chân móc thứ 2. Rồi bây giờ những cái chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc vào nửa cái nhánh bên ngoài, mỗi chân là mỗi mũi móc kép cho tới cái góc vuông thứ 2. Cái góc vuông thứ 2 thì tới cái chỗ đánh dấu màu xanh này nè, các bạn cũng sẽ tháo ra và móc vào nguyên cả chân móc đó 3 mũi móc kép. Rồi các bạn sẽ đánh dấu vào cái chân móc thứ 2 để mình làm dấu lại ha. Rồi như vậy thì các bạn sẽ làm tương tự như mình hướng dẫn cho tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc vào cái chân móc kế cuối rồi nè các bạn. Bây giờ cái chân móc cuối á, thì các bạn sẽ móc vào nguyên cả cái chân móc luôn nha. Chúng ta có một mũi móc kép. Và bây giờ chúng ta sẽ móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại và móc cái hàng móc thứ 4. Hàng móc thứ 4 này chúng ta sẽ móc hàng móc mũi móc đơn ha các bạn. Chân móc đầu tiên các bạn đâm kim vào nguyên cả chân móc và chúng ta móc một mũi móc đơn. Rồi những cái chân móc còn lại các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh ở bên ngoài để chúng ta móc những mũi móc đơn cho tới cái góc vuông đầu tiên của chúng ta nè. Rồi các bạn cũng sẽ nhớ là kế bên cái chỗ đánh dấu chúng ta sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Điểm này các bạn móc 2 mũi móc đơn nè. Rồi các bạn tháo cái đánh dấu này ra và chúng ta sẽ móc vào đây một mũi móc đơn, móc vào nguyên cả chân móc một mũi móc đơn, đánh dấu lại cái chân móc này và cái chân móc bên cạnh. Các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn cùng một chân ở cái nhánh bên ngoài và bây giờ sẽ làm lần lượt mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn tới cái góc vuông thứ 2, 3, 4 và các bạn sẽ móc đến cuối hàng luôn và lên thêm cho mình nhiều hàng móc nữa xen kẽ ha các bạn. Vì là hàng đầu tiên của chúng ta là hàng mũi móc kép thì hàng thứ 2 sẽ là hàng mũi móc đơn, thì hàng thứ nhất là hàng chẵn, là hàng lẻ đúng không các bạn. Hàng thứ 2 là hàng chẵn thì hàng lẻ chúng ta sẽ móc toàn bộ mũi móc kép, hàng chẵn thì chúng ta sẽ móc là những mũi móc đơn, cứ luân phiên như vậy lặp đi lặp lại. Và khi mà lên mỗi hàng thì chúng ta chỉ lên một mũi móc xích thôi. Rồi cái chân móc kế bên nè, 2 mũi móc đơn còn một chân. Rồi tháo cái này ra và móc nguyên cả chân móc một mũi móc đơn và đánh dấu lại. Thì chúng ta sẽ móc nhiều hàng móc xen kẽ như thế nữa tới cái ách mà chúng ta mong muốn. Ở cái size của các bạn là bao nhiêu thì các bạn sẽ móc ha. Đây, mình sẽ đo từ cái điểm nào nè các bạn. Khi mà chúng ta lật lại như vậy nè, chúng ta đã có được một cái cổ áo nè, hình chữ nhật như thế này ha. Rồi, cái ách là nãy mình nói cho các bạn đó, là cái chỗ này mình đo từ cái điểm này xuống tới điểm này, hoặc là điểm này xuống tới điểm này, mình đo bên nào cũng được hết ha. Rồi, như vậy thì mình sẽ đo thử coi. Nãy giờ mình móc được cái hàng này là hàng thứ tư nè, thì mình đo từ cái điểm này xuống tới đây là mình đã móc được khoảng 4 phẩy mấy cm rồi nè các bạn. Với cái size của mình là size 12 đến 18 tháng thì cái áp sẽ là 12.5. 12.5 thì mình sẽ móc tới cái đoạn này thì mình sẽ dừng lại nè, mình sẽ tăng mũi, tức là mình sẽ xen kẽ hàng kép hàng đơn, hàng kép hàng đơn tới 12.5 thì mình sẽ gặp lại các bạn ha. Rồi các bạn sẽ có những cái ách của riêng mình nè, thì các bạn sẽ dòm vô đây, các bạn sẽ đo giống như mình vậy đó. Rồi mình sẽ gặp lại các bạn khi mà chúng ta móc tới cái ách mà chúng ta mong muốn nha. Rồi chúng ta sẽ chiết nắp. Mình đã móc xong cái ách rồi nè các bạn, và mình đo từ cái điểm này xuống tới điểm này là 12.5 cm nè. Thì các bạn sẽ dừng lại ở cái hàng mũi móc đơn cho mình nha, để mà mình chiết nách bằng cái hàng mũi móc kép nha các bạn. Và bây giờ là cái ách của mình đã đủ rồi, thì cái vòng ngực mình đo từ cái điểm đánh dấu bên đây tới điểm đánh dấu bên đây là được 25 mà nhân cho 2 đúng không các bạn, thì cái sau lưng với lại ở đằng trước là nó bằng nhau. Như vậy thì mình lấy 25 mình nhân cho 2 là được 50 cm rồi đó. Mình đã móc được 50 cm vòng ngực thực tế rồi. Bây giờ mình sẽ trừ hao cái áo này cho bé là 3 cm nha các bạn, để cho nó rộng rãi. Là như vậy là tổng cộng của mình sẽ có được là 53 cm. Như vậy thì mình thiếu 3 cm đúng không? Mình sẽ đo coi 3 cm thì tương ứng với bao nhiêu mũi móc kép nè, thì mình sẽ tăng cái số mũi này lên ở hai bên nách ha các bạn. Thì 3 cm là nó nằm ở chỗ cái điểm này nè, 1 2 3 4 5 6, ngay đây là 6 mũi móc kép. Như vậy thì chúng ta sẽ tăng bên đây 3 mũi móc xích để cái hàng kế tiếp á, mình sẽ móc được là 3 mũi bên đây cộng với 3 mũi bên đây là 6 mũi là nó đủ ha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng chiết nách nè. Chiết nách thì chúng ta sẽ chiết nách hàng mũi móc kép nha. Rồi ở đây là mình dừng lại ở cái hàng mũi móc đơn nè. Các bạn sẽ xoay ngược cái đầu móc này lại và chúng ta đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc một mũi móc kép. Chân móc thứ hai một mũi móc kép vào cái nhánh bên ngoài. Các bạn cũng sẽ móc vào những cái nhánh bên ngoài luôn nha. Các bạn ví dụ như mình đo, các bạn lấy cái số mũi móc chẵn như vậy á nha, để mình chia đều ra cho dễ nha, chứ đừng có lấy ví dụ như 7 mũi, không lẽ mình chia bên đây 3 bên kia 4 thì nó không có điều á nha các bạn. Ví dụ như 3 3 4 4 hoặc là 5 5 hoặc là 22 nha, hoặc là 1 1 gì đó. Còn nếu mà bạn nào mà lúc mà đo cái số đo vòng ngực á mà cảm thấy nó đã đủ rồi á, thì các bạn chỉ cần lên một mũi móc xích thôi, rồi các bạn nối từ cái điểm đầu tới cái điểm thứ hai thôi là được, để cho nó có cái khoảng trống cũng được đó các bạn. Hoặc là các bạn nối liền qua luôn, không cần lên mũi móc xích nào cũng được luôn nha. Cái đó tùy theo cái tay móc á các bạn. Rồi bây giờ mình đã tiến tới cái chỗ đánh dấu đầu tiên này rồi nè. Bây giờ các bạn sẽ gỡ cái kim đánh dấu này ra, chúng ta sẽ móc một mũi móc kép vào chỗ này. Các bạn móc một mũi móc kép vào chân móc ha. Rồi các bạn sẽ lên 3 mũi móc xích nè, hồi nãy mình chia rồi đó. Giờ các bạn sẽ quấn len một vòng lên kim đi, rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc của cái kim đánh dấu này, gỡ ra luôn nè để cho nó dễ ha. Rồi chúng ta sẽ móc một mũi móc kép. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái nách đầu tiên rồi nè các bạn nè, cái ống tay đầu tiên của chúng ta. Và bây giờ mỗi cái chân móc còn lại các bạn cũng sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh ở bên ngoài ha. móc mỗi chân là mỗi mũi móc kép cho tới cái kim đánh dấu thứ ba, rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Mình đã tới cái kim đánh dấu thứ ba rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tháo nó ra và móc vào đây một mũi móc kép. Tiếp theo các bạn sẽ móc lên 3 mũi móc xích. Chúng ta làm y hệt như cái ống tay bên kia. Rồi các bạn sẽ quấn lên một vòng lên kim, đâm kim vào cái bên đây, rồi gỡ cái bên chỗ cuối cùng này ra ha, và thực hiện cho mình một mũi móc kép. Đó, như vậy là chúng ta cũng đã có cái ống tay bên đây rồi nè. Kết thúc chiếc nách rồi ha các bạn. Bây giờ mỗi cái chân móc còn lại các bạn cũng sẽ móc mỗi chân là mỗi mũi móc kép cho tới cuối hàng luôn nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cất đi những cái kim đánh dấu này và chúng ta sẽ không cần sử dụng kim đánh dấu nữa nha các bạn. Các bạn móc lên một mũi móc xích. Thì ở đây chúng ta đã móc được một cái hàng mũi móc kép rồi. Quay ngược đầu móc lại, chúng ta sẽ móc hàng mũi móc đơn và đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc một đơn, chân thứ hai một đơn, chân thứ ba một đơn, và làm lần lượt mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn cho tới cái chỗ mà chúng ta lên 3 mũi móc xích đầu tiên nha. Mình đã tới 3 mũi móc xích rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào từng cái mũi móc xích á, móc từng mũi móc đơn vào nha. Đó, 3 mũi móc xích là 3 mũi móc đơn. Rồi bây giờ tới cái phần bên đây thì các bạn cũng sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh ở bên ngoài. Các bạn cũng sẽ móc mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn cho tới cuối hàng luôn ha. Tới cái 3 móc xích thứ hai các bạn cũng sẽ làm tương tự như mình hướng dẫn. Chúng ta sẽ gặp nhau ở cuối hàng nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ lên cái hàng móc kế tiếp, các bạn móc lên một mũi móc xích ha. Thì cũng sẽ giống như những cái hàng móc trước đó, chúng ta sẽ xen kẽ hàng mũi móc đơn, rồi xong rồi tới hàng mũi móc kép, sau đó là mũi móc đơn, mũi móc kép, đơn kép, đơn kép ha, móc tới cái chiều dài mà chúng ta mong muốn và dừng lại ở cái hàng mũi móc kép cho mình nha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ xoay ngược cái đầu móc này lại nè, và chúng ta đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc một mũi móc kép, chân thứ hai vào nửa cái nhánh bên ngoài, chúng ta móc một mũi móc kép, chân thứ ba cũng sẽ tương tự và lặp lại như thế đến cuối hàng luôn nha các bạn. Rồi lên cái hàng móc kế tiếp thì chúng ta sẽ móc mũi móc đơn và chúng ta cũng sẽ móc vào nửa cái nhánh bên ngoài nha các bạn, để cho cái phần gân của chúng ta nó được đều nhau và cái mũi móc của chúng ta nó sẽ khít hơn. Các bạn cũng khi mà các bạn móc á, các bạn sẽ để ý thấy là cái tấm len này của các bạn nó sẽ rất là khít và nó mềm mại lắm á các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc tới cái chiều dài mà chúng ta mong muốn ha. Rồi, ví dụ như ở đây đi. Đây các bạn, mình sẽ đo từ cái điểm này, từ cái vai này nè, đó xuống tới cái chiều dài áo khoác mà chúng ta mong muốn. Ở đây chiều dài áo khoác của chúng ta nó sẽ có cái phần gấu áo ha. Chúng ta sẽ chừa ra 3.5 đến 4 cm để chúng ta sẽ làm phần gấu áo nha các bạn. Thì ở cái size của mình 12 đến 18 cm à. Cái chiều dài áo khoác là 36 thì mình sẽ móc là độ khoảng 32 thì mình sẽ gặp lại các bạn ha. Chúng ta sẽ xen kẽ là hàng kép, hàng đơn, hàng kép, hàng đơn, không có cần tăng mũi gì hết nha các bạn. Mỗi chân móc thì các bạn cứ móc là mỗi mũi móc kép hoặc là mỗi mũi móc đơn thôi, chúng ta sẽ không có cần tăng gì nữa hết nha. Cái hàng chiếc nách này nè, bao nhiêu mũi móc, cái hàng mũi móc đơn này nè, bao nhiêu mũi móc là những cái hàng kế tiếp đó là bấy nhiêu mũi móc. Mũi móc kép cũng vậy mà mũi móc đơn cũng vậy luôn nha các bạn. Có nhiều bạn nhầm á, cái chỗ này nè cứ tăng mũi hoặc là giảm mũi từ lưa, cho nên là cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ không có được thẳng bằng mà nó sẽ méo. Có bạn thì cái ống tay nó không có bằng, có bạn thì cái chỗ này nè nó dần dần nó xéo ra hoặc là dần dần nó đưa ra như vậy, nó thiếu hoặc là nó dư mũi á, thì không tốt ha các bạn. Thì mình phải tháo ra mình móc lại, cho nên là các bạn phải chú ý chỗ này nha. Rồi nói chung là sẽ bằng với mũi móc của cái hàng chiếc nách, hàng mũi móc móc kép này nè, bao nhiêu mũi móc xích là chúng ta móc bấy nhiêu mũi móc đơn rồi, thì những cái hàng sau thì các bạn cứ móc như vậy là sẽ đúng nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc những cái hàng móc tiếp theo nha các bạn. Đây các bạn, mình đã dừng lại ở cái hàng mũi móc kép nè và nó đã đạt được 32cm. Như vậy thì mình sẽ móc lên một móc xích và các bạn sẽ cắt len nha. Các bạn dừng ở cái hàng mũi móc kép này cho mình nha. Nếu mà nó có chênh lệch 0,5 hoặc là 1cm gì cũng không thành vấn đề nha các bạn. Và các bạn sẽ lưu ý cho mình cái chỗ này, cái cọng len đầu tiên của mình nè. Các bạn sẽ nếu mà nó đang nằm ở bên đây nè thì các bạn sẽ lộn lại cái áo này và cho nó nằm ở bên trái nha, cho nó nằm ở bên trái nè để nó cùng chiều với mình và mình hướng dẫn cho các bạn được chính xác hơn ha. Rồi như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ viền lại ở dưới cái phần gấu áo nè các bạn. Các bạn sẽ xoay ngược lại nè, xoay ngược lại ha. Đây, cái cọng len nó nằm ở phía cùng chiều bên trái với mình nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái len khác màu để mà chúng ta viền lại cho nó đẹp hơn ha các bạn, cho nó làm điểm nhấn. Rồi bây giờ các bạn sẽ nẹp cái cọng màu trắng này nè vào trong cái mũi móc đầu tiên, kéo cái len này qua, móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó các bạn sẽ nẹp cái len màu trắng và len màu đỏ lại, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này. Các bạn sẽ móc một mũi móc đơn, rồi kéo lại hai cọng này luôn. Chân móc thứ hai một mũi móc đơn, chân móc thứ ba một mũi móc đơn, chân thứ tư một đơn, chân thứ năm một đơn, chân thứ sáu một đơn. Rồi bây giờ tới cái chân thứ bảy và cái chân thứ tám á các bạn sẽ chụm hai chân móc thứ bảy và chân móc thứ tám lại thành một chân móc ha. Đâm kim vào cái chân móc thứ bảy, kéo lên, đâm kim vào cái chân móc thứ 8, các bạn kéo len. Chúng ta được 3 vòng len trên kim như thế này, các bạn sẽ kéo qua hết một lượt luôn. Rồi như vậy là chúng ta đã xong một cụm này. Các bạn lại tiếp tục luân phiên những cái cụm này đến cuối hàng luôn ha. 1 2 3 4 5 6 là chúng ta sẽ chụm 7 8 lại. 1 2 3 4 5 6. Rồi tới 7 8 nè, đâm kim vào 7, đâm kim vào 8. Chúng ta có 3 vòng len, các bạn sẽ kéo qua hết luôn. Rồi các bạn lại làm thêm một cụm nữa và làm tương tự như thế đến cuối hàng luôn ha. 2 3 4 5 6 chụm 7 8 nha các bạn. Mình đã móc những cái cụm đó tới cuối hàng rồi nè các bạn. Ví dụ như ở chỗ này nè, còn 1 2 3 4 5 6 thôi á, thì các bạn có thể là không chụm mũi 5 mũi 6 cũng được nữa ha. Nếu mà nó còn đủ á, thì cứ làm, còn nếu mà còn lẻ lẻ á, thì các bạn cứ móc những mũi móc đơn bình thường thôi. Thì ở đây mình đã làm sẵn một cái tay áo bên đây về cái phần gấu áo rồi nè, bo tay áo á các bạn. Thì mình sẽ đo cho các bạn từ cái màu trắng này đến cuối cái màu xanh nè. Thì mình đã đo được gần 4cm nè. Thì các bạn có thể là muốn làm cái phần gấu áo này nó dài một xíu thì các bạn sẽ tăng thêm cho mình một mũi móc xích nữa. Còn nếu mà không thì các bạn cứ móc chung với nhau ha. Phần bo áo nè, phần bo tay áo, phần gấu áo thì chúng ta sẽ chung một kích thước này. Còn nếu không thì các bạn sẽ làm gấu áo nó nhiều hơn một móc xích. Thì ở đây hồi nãy là mình đã đo được 32 rồi đúng không các bạn? Thì ở đây còn 4 nè, 4cm nè, chiều dài áo khoác tới 36 lận, mình còn thiếu 4cm nữa thì mình sẽ là móc chung với cái này luôn nha các bạn. Rồi vậy là cái số móc xích của mình lên sẽ bằng nhau ha. Rồi các bạn sẽ móc lên cho mình 7 mũi móc xích, 1 2 3 4 5 6 7. Bây giờ các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc xích thứ 6 á, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn, chân móc thứ 5 một mũi móc đơn và làm lần lượt mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn đến cuối hàng. Thì chúng ta sẽ có là 6 mũi móc đơn nha các bạn. Đây, chân móc cuối nè. Sau đó là các bạn sẽ xoay nó lại và đâm kim vào cái chân móc kế bên nè các bạn. Cái chân móc kế bên này các bạn sẽ trượt mũi ha. Sau đó là các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc kế tiếp, trượt mũi để móc lên cái hàng móc tiếp theo. Các bạn xoay ngược cái này lại. Chúng ta sẽ bỏ qua hai chân móc mũi trượt nè. 1 2, chúng ta sẽ không đâm kim vào đây nha. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của 6 mũi móc đơn á. Các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh bên ngoài này nè. Các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Tiếp theo, cái chân móc tiếp theo các bạn cũng sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh bên ngoài để chúng ta móc một mũi móc đơn. Rồi lần lượt 6 chân móc là 6 mũi móc đơn vào nhánh bên ngoài nha các bạn. Các bạn móc cái này nè thì các bạn sẽ làm cho nó lỏng tay một xíu để cho nó dễ thấy mũi móc hơn ha. Rồi khi mà móc xong cái hàng móc thứ hai này với 6 mũi móc đơn á, các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích rồi quay ngược cái đầu móc này lại nè. Chúng ta lại quay ngang như thế này và đâm kim vào cái chân móc đơn thứ 6 này nè các bạn nè. Cái này là cái chân móc xích mình gây nên nè, cái này là cái chân móc đầu tiên của mình. Mình sẽ đâm kim vào cái nhánh bên ngoài luôn ha, móc một mũi móc đơn, đâm kim vào nhánh bên ngoài của chân kế tiếp, móc một đơn và lần lượt móc 6 mũi móc đơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc kế bên này nè các bạn. Đây, cái chân móc kế bên này, móc vào cái chân móc kế tiếp một mũi trượt để gây nên cái hàng mới, và các bạn lại xoay ngược lại và chúng ta lại bỏ qua 2 chân móc mũi dời, móc vào cái chân móc đầu tiên của cái cụm 6 mũi móc đơn, một mũi móc đơn và lại móc 6 mũi móc đơn. Xong rồi các bạn lại lên một mũi móc xích và các bạn lại quay lại và các bạn móc lên một mũi móc xích, quay lại móc 6 mũi móc đơn, và các bạn sẽ trượt mũi 2 lần qua 2 cái chân móc kế bên đó các bạn, để chúng ta gây nên những cái hàng móc tiếp theo. Và các bạn sẽ móc tới cái rìa bên đây luôn ha, và chúng ta sẽ gặp lại nhau khi chúng ta móc tới cái cuối hàng này luôn. Mình đã móc tới cuối hàng bên đây rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích đi, rồi chúng ta sẽ cắt len luôn nha. Bây giờ tới cái phần chúng ta làm cái gài nút nha các bạn. Và các bạn sẽ thấy là cái mảnh bên đây nè là nó sẽ thẳng tắp từ ở chỗ cái phần sau lưng này tới cái phần gấu áo, còn cái chỗ này nè nó sẽ dư ra một tí à. Nó dư ra một tí, cho nên là ở bên này chúng ta sẽ giảm mũi nha các bạn. Còn bên này thì các bạn không cần giảm mũi cũng được nữa. Chúng ta sẽ làm cái bên dài trước, rồi sau đó chúng ta sẽ làm cái bên ngắn này. Chúng ta giảm mũi làm sao mà cho hai cái thanh này nè, hai cái mảnh này nè nó đều mũi lại với nhau. Còn cái khoảng trống này thì không sao ha các bạn, tại vì một lát nữa mình làm 4 hàng mũi móc đơn bên đây để mình làm cái phần nút, thì bên 4 hàng này nữa là nó sẽ đắp qua luôn à, cái này nữa là sẽ không có thành vấn đề. Và bây giờ các bạn sẽ nối len màu trắng vào trong cái điểm này đi, cái điểm đầu tiên bên đây nè. Chúng ta sẽ làm hàng mặt phải trước, cho nên là các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, sau đó là các bạn sẽ kéo cái len màu trắng này qua cái chân móc đầu tiên, rồi các bạn móc lên cho mình một mũi móc. Sau đó là các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn, rồi các bạn sẽ kéo cái len màu trắng với len màu đỏ này lại nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái thân móc của mũi móc kép á các bạn sẽ móc một mũi móc đơn nha. Rồi cái chỗ này nè, cái chỗ lỗ trống của cái hàng đầu tiên này nè, các bạn sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Bây giờ bên cạnh này nè các bạn, bên cạnh này nó có một cái chân móc, chúng ta sẽ bỏ qua cái chân móc này ha. Chúng ta sẽ móc vào cái mũi, cái thân móc của mũi móc kép ở phía dưới này nè, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ giảm mũi theo cái kiểu đó nha các bạn. Thay vì mình móc vào cái chân móc này, nhưng mà mình không móc, mình sẽ móc vào cái chân móc kế tiếp này, coi như là chúng ta đã giảm mũi rồi đó, đã giảm một mũi rồi đó. Rồi cái chỗ bên đây các bạn cũng sẽ móc một mũi móc đơn nè. Rồi cái chỗ này các bạn sẽ không cần móc vào nè các bạn, móc vào cái chân móc kế tiếp một mũi móc đơn, sau đó là các bạn lại móc chân móc kế bên một mũi móc đơn nữa ha. Rồi bên cái chân móc này các bạn ví dụ như chúng ta sẽ xen kẽ, chúng ta sẽ giảm 2 cái mũi này, xong rồi cái chỗ thứ ba này các bạn giảm móc bình thường đó các bạn, chỗ thứ ba này các bạn giảm móc bình thường nha. Rồi xong cái chân móc kế bên các bạn lại móc một mũi móc đơn, cái chân móc kế tiếp này các bạn móc một mũi móc đơn. Thì ở bên đây chúng ta lại tính là 1 nè, chúng ta sẽ bỏ qua cái lỗ này, móc vào cái chân móc bên đây một mũi móc đơn, rồi cái chân móc kế tiếp này một mũi móc đơn. Sau đó là cái chỗ bên này nè, chúng ta sẽ bỏ qua, chúng ta sẽ móc vào cái thân móc kế bên một mũi móc đơn, kế tiếp một mũi móc đơn. Và cái chân móc này hồi nãy là chúng ta đã giảm 2 rồi nè, thì chúng ta lại giảm, không cần giảm ở cái điểm này, chúng ta lại móc vô luôn, rồi tiếp tục lại móc ở đây là một mũi móc đơn, sau đó là một mũi móc đơn, bỏ qua cái chân móc này, móc vào cái chân móc bên cạnh một đơn, kế tiếp một đơn, bỏ qua cái chân móc này, móc vào cái chân móc bên cạnh một đơn, tiến tới một đơn. Rồi ở đây là mình đã giảm 2 rồi nè, cái mũi này là mũi thứ 3 mình không giảm, chúng ta sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Rồi các bạn sẽ lặp lại tương tự như thế đến cuối hàng luôn ha. Mình đã móc tới cái đoạn cuối rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ nẹp cái phần len thừa này vào trong mũi móc luôn ha. Ở đây thì nó dễ dàng hơn, các bạn chỉ cần móc mỗi chân là mỗi mũi móc đơn thôi. Rồi chúng ta cũng đâm kim vào cái nhánh bên ngoài luôn nha. Rồi bây giờ các bạn móc lên một mũi móc xích trước đi, chúng ta sẽ kiểm tra lại cái chỗ này. Đây các bạn, mình đã để cho nó đồng đều rồi nè. Rồi ở dưới đây nó cũng đã đều nhau rồi nè. Như vậy là chúng ta đã tạm ổn cái chỗ này ha. Rồi chúng ta sẽ làm cái hàng móc thứ hai. Cái hàng móc thứ hai thì các bạn sẽ móc vào mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn thôi, chúng ta sẽ không cần giảm gì nữa hết. Rồi các bạn sẽ xoay ngược cái đầu móc này lại. Đây bây giờ các bạn có thể là giảm cái chân móc đầu tiên này nè, đừng có cho nó lồi ra cũng được nữa. Các bạn móc vào cái chân móc thứ hai á, một mũi móc đơn ha. Rồi bây giờ các bạn lại móc vào mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn cho tới đầu hàng ở phía cái cổ áo luôn nha. Này chúng ta cứ móc là mỗi chân là mỗi mũi móc đơn là được à. Rồi các bạn sẽ móc đến cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Rồi móc lên một mũi móc xích đi để cho nó giữ lại cái chỗ này, để chúng ta phân chia 5 cái hạt nút ha các bạn. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái kim đánh dấu này, các bạn đếm cho mình nè. Ở đây là 1, 2, 3, đâm vào, đánh dấu vào cái chân móc thứ 3 ở trên cái ở phía trước này. Rồi ở phía dưới á các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ 2 á nè, cái chân móc thứ 2 nè, để cho nó xuống ở phía dưới luôn đi. Còn bạn nào mà không thích nó ở dưới quá thì các bạn sẽ làm ở cái chân móc thứ 3 cũng được nữa ha. Và bây giờ còn 3 cái kim đánh dấu, mình làm 5 nút mà, cho nên là mình sẽ đánh dấu đại nó điểm nào đi, rồi một lát nữa cái mình đếm á, cái mình sẽ canh chỉnh cho nó đều nha các bạn. Rồi cái chỗ này mình để lên một xíu cho nó đều đều á. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đếm mà để chia phần nút cho nó ok hơn ha. Đây, đếm từ cái chỗ màu vàng này nè, màu cam này nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và bây giờ đếm cái chân móc màu xanh này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Là thụt lên 2 mũi nữa đi. Đó, rồi có gì hồi nữa cái mình chia lại ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, lên trên đây thêm 1 2 3. 1 2 3 4 là chân móc thứ 10 ở đây nè. Rồi ở đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Như vậy là chúng ta sẽ thụt lùi 3 cái ở phía 3 cái ở giữa này xuống mỗi cái một chân móc nè các bạn. Này xích xuống một chân móc. Rồi cái này xích xuống một chân móc. Nãy mình dư 3 ở dưới đó. Rồi, ở đây. Xích xuống một chân móc. và chúng ta sẽ kiểm tra lại ha. Tại vì mỗi cái chúng ta sẽ có cái số hàng nó khác nhau á, vì vậy là cái chỗ này chúng ta sẽ chia khác nhau. Các bạn sẽ chia ra cho nó đều là được rồi, chứ không có cần phải chính xác cái số mũi đâu các bạn. Ví dụ như cái chỗ này 12, cái chỗ kia 11 cũng được nữa, nó xê xích như vậy cũng không sao luôn nha. Các bạn cứ chia đều ra 5 cái cột này là được. Mà bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Rồi, ở đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi 10 với 11 vậy ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 cái 10, 1 cái 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Như vậy là chúng ta sẽ xích xuống cho mình một cái nữa đi các bạn nè. Ở đây là 10. Rồi, như vậy là chúng ta đã đều nhau đi ha. Như vậy là chúng ta sẽ có được 3 cái ô là 11, một cái ô là 10. Như vậy là nó tạm ổn rồi nha các bạn. Các bạn tự chia theo cái size của các bạn nha. Nếu mà làm size nhỏ các bạn có thể làm 4 nút, nhưng mà nhiều khi 4 nút có nhiều người ta không thích đó các bạn, thì các bạn thử xem cái 5 nút ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy cái phần len màu trắng này, chúng ta lại móc nè, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc một mũi móc đơn, chân móc thứ hai một mũi móc đơn. Rồi bây giờ tới cái chỗ đánh dấu nè, các bạn bỏ cái kim đánh dấu này ra, các bạn lại móc lên cho mình 2 mũi móc xích nha, bỏ qua 2 chân móc ở đây. Cái nút của mình là khoảng 1.2 cm hay gì đó các bạn, thì mình sẽ bỏ qua 2 chân móc, móc vào cái chân móc thứ ba ha, lên 2 mũi móc xích, bỏ qua 2 chân móc. Thì mình sẽ thử cái này coi nó qua ổn không ha. Nè các bạn, nè nó qua vừa luôn nè. Thì các bạn cứ thử đi, nếu mà các bạn xài nút nhỏ thì các bạn sẽ lên 1 mũi móc xích và bỏ qua 1 cái chân móc thôi nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc những cái chân móc tiếp theo là những cái mũi móc đơn tới cái kim đánh dấu thứ hai, là cái nút thứ hai của chúng ta đó nè. Thì chúng ta cũng sẽ gỡ cái này ra và chúng ta móc lên 2 mũi móc xích, bỏ qua 2 chân móc kế bên này, móc vào cái chân móc kế tiếp 1 mũi móc đơn. Rồi các bạn sẽ làm những cái nút tương tự, những cái lỗ tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha các bạn. Đây các bạn, hồi nãy là mình quên đó các bạn, tại vì mình làm 4 hàng mũi móc đơn lận, cho nên là cái này nó phải dời qua cái chân móc thứ ba mới đúng ha, chứ không phải là chân móc thứ hai. Còn nếu mà các bạn làm 3 hàng mũi móc đơn á, các bạn tạo nút ở cái hàng móc đầu tiên, xong rồi tới phần tạo nút á thì các bạn sẽ làm 2 thôi. Rồi bây giờ các bạn sẽ chừa ra 3 chân móc như vậy mình nè, móc lên 2 mũi móc xích ha, đâm kim vào cái chân móc cuối cùng này, các bạn lại móc 1 mũi móc đơn nha. Rồi chúng ta lại móc vào cái chỗ cái nhánh cuối cùng này nè các bạn, 1 mũi dời đi để cho cái này nó đều nhau hơn nè. Rồi các bạn móc lên 1 mũi móc xích ha, quay ngược cái đầu móc này lại. Chúng ta sẽ bỏ qua cái chân móc mũi dời này nha các bạn, bỏ qua chân móc mũi dời này, móc vào cái chân móc đầu tiên bên đây nè, 1 mũi móc đơn. Cái chỗ 2 mũi móc xích chúng ta gây nên ở cái phần nút nè, các bạn móc vào đây 2 mũi móc đơn. Tiếp theo cái chân móc kế bên các bạn lại móc 1 mũi móc đơn, chân móc kế tiếp 1 mũi móc đơn, và làm lần lượt những cái mũi móc đơn tới cái lỗ tiếp theo. Thì các bạn lại móc vào cái lỗ đó là 2 mũi móc đơn cho mình ha, nếu mà các bạn lên 2 mũi móc xích. Còn 1 mũi móc xích thì các bạn sẽ móc là 1 mũi móc đơn nha. Rồi các bạn sẽ làm tương tự như thế đến cuối hàng luôn. Rồi chúng ta móc lên 1 mũi móc xích và chúng ta cắt len. Như vậy là mình đã nẹp xong 4 hàng mũi móc đơn. Ở đây thì nó có cái sự co gúm lại á, thì các bạn sẽ lấy cái tay này mình nè, điều chỉnh lại ha. Một lát nữa mình đơm cái phần nút và mình cài nút là nó sẽ trở lại thẳng hàng thôi à các bạn. Tại vì những cái nếp gấp này nè, hồi nãy mình bỏ mũi đó, thì cái này nó sẽ có chiều hướng co lại, thì không sao hết ha. Ở bên đây thì chúng ta sẽ làm tương tự như bên đây, nhưng mà chúng ta không cần tạo lỗ thì nó sẽ đơn giản hơn. Các bạn lại xoay ngược lại. Chúng ta cũng sẽ làm cái hàng mặt phải trước. Hồi nãy cái hàng này, cái hàng đầu tiên bên đây là hàng mặt phải rồi nè, thì bên đây chúng ta sẽ làm mặt phải luôn. Thì bên đây chúng ta sẽ móc từ dưới lên là nó sẽ được hàng mặt phải nha các bạn. Rồi các bạn sẽ nẹp cái phần len này vào trong cái chân móc đầu tiên này đi. Các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích ha, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc một mũi móc đơn, sau đó là các bạn lại rút cái cọng dây này lại, rồi mỗi chân móc này các bạn sẽ móc cho mình mỗi mũi móc đơn luôn đi, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi tới cái chỗ cái điểm này các bạn móc vào đây nữa là 7 thì cũng được nữa. Rồi cái chỗ điểm này nè các bạn sẽ không cần móc vào đâu ha, tại vì bên đây là mình cũng móc là có 7 mũi ở chỗ này à. Các bạn bỏ qua cái chỗ này đi, móc vào cái chân móc kế bên nè, một mũi ha, chân móc kế tiếp một mũi, chân móc bên cạnh một mũi. Rồi bây giờ các bạn chỉ cần làm là mỗi chân móc các bạn sẽ móc là mỗi mũi móc đơn cho tới cái chỗ cái phần cổ áo luôn, tại vì bên đây là mình đâu có cần giảm mũi đâu, cho nên là các bạn sẽ móc mỗi mũi móc đơn cho tới cuối hàng luôn nha. Khi nãy trong cái quá trình móc á các bạn thì mình có so qua cái tà bên đây và tà bên đây thì mình có giảm xen kẽ khoảng 2-3 mũi ở phía trong này nè các bạn nè. Thay vì là mình sẽ làm khích gì nè thì ở cái chỗ này mình bỏ qua cái mũi đây nè, ở mũi này các bạn có thể là xen kẽ các bạn sẽ giảm vài mũi để cho nó tương ứng với cái bên đây ha. 2, 3, 4 gì đó thì các bạn cứ so qua và các bạn sẽ làm nha. Rồi các bạn sẽ quay ngược cái đầu móc lại nè, móc lên một mũi móc xích rồi quay ngược lại nha, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, các bạn lại móc một mũi móc đơn, cho móc thứ hai một đơn, cho móc thứ ba một đơn và làm lần lượt đến cuối hàng luôn. Cuối hàng thì các bạn cũng sẽ móc vào cái chân móc cuối này một mũi móc đơn, rồi các bạn sẽ móc một mũi trượt vô đây nha, một mũi trượt vô đây nè, sau đó là các bạn sẽ móc những cái mũi móc đơn quay trở ngược lại, làm sao mà cái phần này chúng ta được 4 hàng bằng với cái phần bên đây, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau nha các bạn. Mình đã móc tới cái điểm móc cuối cùng mình này các bạn, bây giờ các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc bên cạnh này nha. Chúng ta sẽ móc một mũi trượt nè, móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Ở cái hàng móc thứ hai á các bạn, các bạn sẽ không đâm kim vào mũi cuối để móc mũi móc đơn ha, mà chúng ta sẽ đâm kim vào mũi cuối để móc mũi móc trượt nha các bạn, để cho cái phần này nó bo lại nè, tại mình sợ nó dư ra một xíu nó rảnh á. Rồi các bạn lưu ý hai cái điều đó nha. Đầu tiên là hàng thứ hai chúng ta sẽ móc mũi trượt, hàng cuối cùng chúng ta móc mũi trượt, như vậy là được à. Rồi bây giờ các bạn sẽ canh chỉnh lại hai cái thanh này nè các bạn đó, chúng ta sẽ đưa nó lên. Rồi như vậy là nó đã đều rồi nè các bạn. Một lát nữa chúng ta chỉ cần là đơm cái phần nút thôi, và mình hướng dẫn cho các bạn khi mà các bạn đơm cái phần nút nè, chúng ta sẽ có hai cây kim như thế này đi các bạn. Cây kim này nó nhỏ nè thì các bạn có thể là tách cái sợi này, cái này là bao gồm 5 sợi trong đây, các bạn sẽ lấy ra 2 sợi cho mình, cắt ra một cái đoạn len dài nó giống như là cái đoạn chỉ á, và các bạn sẽ lấy ra 2 sợi để các bạn sẽ luồn vô đây để chúng ta móc nè các bạn. Tại vì cái lỗ này nó to nè, cho nên là cái này nó qua hết trơn à. Các bạn sẽ khâu lại bằng len luôn và để vô đây. Cái này là chúng ta đã có cái phần len trong đây rồi ha. Rồi cái phần này các bạn sẽ cố định lại nè. Đây, cái lỗ đầu tiên của chúng ta, các bạn sẽ đâm kim xuống như thế này ha, và các bạn sẽ dở nó lên. Rồi ở đây là chúng ta sẽ may ở cái phần giữa, mà cái nút của chúng ta ở cái phần giữa nè, thì các bạn sẽ đánh dấu nó như thế này ha. Các bạn gỡ cái này ra, rồi các bạn sẽ để cái nút này vô này nè đó các bạn. Rồi bây giờ là các bạn chỉ cần việc là đâm từ kim từ phía dưới lên thôi, rồi các bạn sẽ may qua may lại như thế thì nó sẽ khỏe hơn là chúng ta làm bằng kim chỉ may á các bạn. Nó làm bằng len này luôn mà nó sẽ không có lồi cái gì ra đây hết trơn á, rất là im luôn ha. Rồi một lát nữa các bạn sẽ giấu những cái sợi len thừa cho mình hết, rồi có gì các bạn cứ đơm nút bình thường đi. Rồi chúng ta sẽ làm tiếp cái phần tay áo nha các bạn. Thì hai cái tay áo á, chúng ta sẽ đem móc giống nhau à. Thì cái áo khoác này nè, mình theo cái hướng mà rộng rãi của cái áo khoác hoodie á các bạn, cho nên là chúng ta chỉ cần giảm mũi cái hàng đầu tiên và cái hàng móc thứ hai thôi, và những cái hàng sau đó chúng ta sẽ không có cần giảm mũi nữa, cho nên là nó rất là đơn giản. Và chúng ta có một cái điểm chung đó là chúng ta sẽ, hồi nãy là chúng ta dừng ở cái hàng mũi móc đơn đúng không các bạn nè, dừng lại ở cái hàng mũi móc đơn để chúng ta chiết nách á. Vì vậy là cái hàng móc tiếp theo của cái phần nách, cái phần ống tay này sẽ là hàng mũi móc kép. Hàng mũi móc kép thì các bạn sẽ thấy là cái hàng nó là cái hàng mặt trái, nó hiển thị ở bên ngoài nè các bạn. Nè các bạn nhìn vô trong đây, cái hàng mũi móc kép của chúng ta là hàng mặt phải nè, thì ở đây chúng ta sẽ móc những cái hàng móc xen kẽ, là mũi móc đơn là hàng mặt phải và mũi móc kép là hàng mặt trái. Ở đây là có mũi móc đơn rồi, vì vậy là chúng ta sẽ móc cái hàng mũi móc kép nha các bạn. Móc kép thì các bạn cứ đâm kim vào chính giữa của cái phần tay áo này đi, hai cái chúng ta sẽ móc giống hệt nhau nha. Và các bạn cũng sẽ đếm lại cái hàng đầu tiên khi mà mình làm cái ống tay này nha. Ví dụ như ở bên đây nè, mình đã làm cái hàng đầu tiên là 45 mũi móc kép á các bạn, thì ở bên đây các bạn cũng sẽ làm là 45 mũi luôn. Thì hai cái là chúng ta không được làm một cái 45, một cái 44 ha. Khi mà so lại hai cánh tay cái là nó có sự chênh lệch là tiêu luôn á các bạn, là mình phải móc lại á nha. Các bạn nhớ ghi ra nha. Rồi các bạn sẽ kéo len qua, chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc bất kỳ ở cái phần chính giữa này nè, và các bạn móc lên một mũi móc xích. Chúng ta xoay ngược cái đầu móc này lại nè, để móc cái hàng mặt trái quay ra ngoài, mặt phải nó quay vô trong á các bạn. Rồi các bạn quấn len một vòng lên kim đi, đâm kim vào cái chân móc đó luôn, các bạn lại móc cho mình một mũi móc kép, điểm là 1 ha. Cái chân móc kế bên này các bạn sẽ móc là một mũi nữa là 2, chân móc kế bên này nữa là 3. Rồi cái chỗ cái thanh này nẹp cái phần len thừa này luôn nha các bạn. Các bạn lại quấn len nè, đâm kim vào cái thân móc kép này nè, các bạn kéo len qua, kéo len qua 2 vòng, giữ nguyên như thế này ha. Quấn len, đâm kim vào cái chân móc kế bên này nè, các bạn kéo len qua 2 vòng. Chúng ta được 3 vòng len trên kim, các bạn sẽ kéo qua hết 3 vòng này luôn. Rồi bây giờ các bạn cắt đi cái phần len thừa này đi, là chúng ta đã có được mấy rồi các bạn? 1, 2, 3, 4. Chúng ta đã có được 4 chân móc là gồm 4 mũi rồi ha. Rồi bên đây các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái nhánh bên ngoài nha. Nè, tới cái chỗ này là đâm kim vào nhánh bên ngoài nè. 5 6 7 8 9 10. Rồi bây giờ các bạn sẽ tự móc cho tới cuối hàng bên đây nè. Đây, cái chân móc này các bạn, rồi mình sẽ gặp lại để mà chúng ta giảm mũi cái phần này nha. Tới bên này là mình đã móc được 41 mũi rồi đó các bạn. Và bây giờ các bạn lại quấn len nè. Chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc bên đây, móc mũi 42 ha. Cái chân móc bên cạnh này chúng ta sẽ móc mũi 43. Rồi các bạn sẽ móc vào cái chân móc bên đây nè, chúng ta sẽ kéo cái phần len này qua, các bạn sẽ kéo len qua 2 vòng. Sau đó các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc ở phía dưới này nè, các bạn kéo len qua 2 vòng, là chúng ta đã có được 3 vòng len. Các bạn kéo qua hết luôn là 44 ở cái chân móc này, còn một cái chân móc nữa là 45. Và các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, và các bạn móc lên một mũi móc xích đi. Không nhất thiết là các bạn sẽ giảm bên đây một mũi và giảm bên đây một mũi, có thể là nếu mà các bạn thấy chỗ nào mà nó rộng á, thì các bạn nè, cái chỗ nào mà nó rộng các bạn có thể là chụm mũi, các bạn giảm 3 mũi là bình thường ha. Tại vì cái chỗ này các bạn tự do các bạn giảm mũi nè, làm sao mà cho nó gọn gàng lại là được, cho nó kín lại là được à. Rồi bên đây giảm làm sao thì bên kia sẽ giảm như thế nha. Rồi đếm cái số mũi đó bằng nhau là được à. Và bây giờ các bạn sẽ xoay ngược cái đầu móc này lại nha. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên á, nguyên cả cái chân móc này nè, các bạn móc một mũi móc đơn. Rồi ở chân móc thứ hai và chân móc thứ ba các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh bên ngoài nè, các bạn đâm kim vào chân móc thứ hai, kéo lên, đâm kim vào cái chân móc thứ ba, kéo lên. Các bạn sẽ kéo qua hết 3 vòng len này. Như vậy là chúng ta đã giảm được một mũi đầu rồi nè. Một lát nữa tới một mũi cuối ở đây, hai chân móc cuối cùng này các bạn cũng sẽ thực hiện cái mũi chụm cho mình nha. Tức là chúng ta sẽ giảm một mũi đầu và giảm một mũi cuối nha các bạn. Rồi những cái chân móc ở chính giữa này nè, các bạn cứ móc vào cái nhánh bên ngoài á, mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn. Rồi tới cái hai chân móc cuối cùng mình sẽ gặp lại các bạn nha. Đây các bạn còn hai cái chân móc cuối cùng nè. Đây, chân thứ nhất và chân thứ hai, cái này là chân móc mũi dời nha, chúng ta không có tính ha. Các bạn sẽ đâm kim vào nửa cái nhánh bên ngoài. Rồi, chúng ta sẽ thực hiện mũi chùm ở đây. Và các bạn sẽ trượt mũi và các bạn kết thúc cái hàng móc này. Rồi những cái hàng móc tiếp theo chúng ta cũng sẽ xen kẽ hàng kép, hàng đơn, hàng kép, hàng đơn tới cái chiều dài mà chúng ta mong muốn, mà chúng ta sẽ không cần giảm mũi gì nữa nha các bạn. Các bạn lại móc lên một mũi móc xích nè, quay ngược cái đầu móc này lại để chúng ta móc cái hàng mặt trái. Hàng mũi móc đơn là các bạn sẽ quay ra ngoài để các bạn móc, để các bạn có được cái hàng mặt phải ha. Rồi các bạn sẽ quấn len nè, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, chúng ta lại móc một mũi móc kép. Rồi các bạn lại đâm kim vào nửa cái nhánh bên ngoài này, các bạn móc một mũi móc kép và làm lần lượt mỗi chân móc là mỗi mũi móc kép cho tới cuối hàng luôn nha các bạn. Rồi đến cuối hàng các bạn cũng sẽ trượt mũi và móc lên một mũi móc xích, sau đó chúng ta quay ngược cái đầu móc này lại và chúng ta móc một hàng mũi móc đơn. Cứ mỗi chân móc là chúng ta lại móc một mũi móc đơn thôi. Đến cuối hàng chúng ta lại trượt mũi và chúng ta kết hàng, rồi chúng ta lại móc lên một mũi móc xích và quay ngược cái đầu móc lại để chúng ta làm hàng mũi móc kép. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc tới cái chiều dài nào? Đây các bạn, bên đây mình đã làm rồi, vì vậy là mình sẽ đo bên đây để cho các bạn tham khảo nha. Cái size của mình là 12 đến 18 tháng nè. Cái độ dài tay áo sẽ là 20. Đây các bạn, độ dài tay áo của mình nè, từ cái điểm này xuống tới cái điểm này là 20cm nè các bạn. Thì các bạn sẽ móc tới 16cm này thì các bạn sẽ ngưng nè, là nó ở cái hàng mũi móc kép nè. Các bạn cũng sẽ dừng lại ở cái hàng mũi móc kép cho mình ha. Còn nếu mà các bạn dừng lại ở tay áo, các bạn có thể là dừng lại ở hàng mũi móc đơn cũng được nữa. Mình làm hai hàng mũi móc đơn nhưng mà nó không có đẹp bằng kết thúc ở hàng mũi móc kép á các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc những cái hàng móc xen kẽ kép và đơn tiếp theo ha các bạn, tới cái độ dài tay áo mà các bạn mong muốn. Ở mỗi cái chúng ta có một cái chiều dài khác nhau đó, thì các bạn sẽ canh chỉnh cái chỗ đó ha. Có chỗ có bạn thì móc size sơ sinh thì nó có 15, 16 à, thì các bạn sẽ móc những cái hàng này tới cỡ 11 thôi là chúng ta sẽ làm cái phần bo tay áo nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc những cái hàng móc tiếp theo nha, rồi mình sẽ gặp lại khi mà mình móc tới cái chiều dài mà mình mong muốn nha các bạn. Đây các bạn, mình đã móc xong 16cm bằng với cái tay áo bên này rồi nè các bạn. Như vậy thì bây giờ mình sẽ làm cái bo tay áo nha. Các bạn cũng sẽ móc lên một mũi móc xích và các bạn cắt len. Chúng ta dừng lại ở cái mũi móc kép ha. Các bạn đâm kim vào cái chân móc mũi dời nè. Các bạn lấy cái len màu trắng ra. Rồi chúng ta sẽ nẹp cái len màu trắng này vô, kéo len qua, móc lên một mũi móc xích. Bây giờ cái size của mình đó các bạn, thì cái ống tay này nè nó sẽ hơi to một xíu ha, cho nên là mình sẽ giảm cái số lượng, mình giảm nó sẽ nhiều. Còn bạn nào mà móc cái size nhỏ hơn, size 1 tuổi trở lại á, thì cái ống tay này nè nó sẽ nhỏ, thì các bạn sẽ móc như thế này ha, 1, 2 xong rồi chụm 3, 4, tiếp theo là 1, 2 xong rồi chụm 3, 4 nha. Ở đây là mình sẽ làm là 1 và chụm 2, 3 nha các bạn. Nè, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, mình sẽ móc một mũi móc đơn. Thay vì size nhỏ như các bạn á, thì chúng ta sẽ móc thêm một mũi móc đơn vào cái chân móc thứ hai nữa, rồi các bạn sẽ chụm chân móc thứ 3 và chân móc thứ 4 lại nha. Đó, như vậy á. Còn ở đây của mình nè, cái này nó rộng thì mình muốn làm cho cái phần này nó ôm lại, nó nhỏ lại, thì mình sẽ móc một mũi móc đơn ở cái chân móc đầu thôi, rồi mình sẽ chụm cái chân móc 2 và 3 lại với nhau nha. Rồi bây giờ mình sẽ chụm nè, chụm chân 2 và 3 kéo qua. Tiếp tục bên đây mình cũng sẽ móc là một đơn. Tiếp theo là chụm 2, 3. Rồi sau đó là các bạn có thể là cắt cái này đi nè. Rồi các bạn sẽ làm tương tự như thế đến cuối hàng luôn nha. 1 chùm 2 3. Rồi các bạn sẽ lặp lại như thế đến cuối hàng. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này ha. Rồi các bạn sẽ để cho mình nè. Bây giờ nó đã gom gọn lại như thế này rồi nè các bạn. Thì nếu mà cái size lớn hơn nữa, các bạn có thể là chụm 1 2 1 2 1 2 1 2 như vậy. Cứ hai chân móc là chúng ta sẽ chụm lại một chân móc để mà chúng ta thu nhỏ cái này lại ha. Tùy cơ ứng biến nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta cũng sẽ làm cái phần bo tay áo bằng với cái số lượng mũi móc của cái phần gấu áo. Chúng ta móc lên 7 mũi móc xích, 2 3 4 5 6 và 7 nè. Đâm kim vào cái chân móc xích thứ 6, móc một đơn và làm lần lượt mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn. Chúng ta sẽ có được 6 mũi móc đơn y hệt như cái phần gấu áo ha các bạn. Cái phần gấu áo các bạn làm 7 mũi móc đơn thì trên đây các bạn làm 7 luôn nha, cho nó đồng bộ luôn nha các bạn. Rồi sau khi mà các bạn móc xong á, các bạn sẽ xoay cái này vô nè, đó, xoay nó vô phía trong này. Rồi các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, trượt thêm một chân móc nữa để móc hàng móc kế tiếp, quay ngược lại. Chúng ta cũng sẽ bỏ qua hai cái chân móc mũi dời, hai chân móc mũi trượt nè, 1 2, đâm kim vào nửa cái nhánh bên ngoài của cái chân móc đầu tiên, một đơn rồi đó, 2 3 4 5 6. Rồi như vậy là giống hệt như ở phía dưới rồi ha các bạn. Các bạn lại móc lên 1 mũi móc xích, quay ngược cái đầu móc này lại, chúng ta lại làm 6 mũi móc đơn vào cái nhánh bên ngoài, 2 3 4 5 6 nè. Rồi bây giờ các bạn lại trượt mũi cho mình vào cái chân móc đầu tiên ở dưới nè, trượt thêm một mũi vào cái chân móc kế bên nữa. Rồi các bạn lại xoay qua và chúng ta lại chừa ra hai cái mũi trượt này, móc 6 mũi móc đơn rồi lên 1 mũi móc xích, xong quay lại móc 6 mũi móc đơn, cứ lần lượt như thế đến cái điểm bên đây đi, rồi mình sẽ gặp lại các bạn nha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Đây, không còn chân móc nào nữa và cái cọng len nó nằm ở phía trên, thì các bạn có thể là nó nằm ở phía dưới này cũng được nữa ha, không thành vấn đề. Mình chỉ cần gáp vô thôi là các bạn. Các bạn móc lên 1 mũi móc xích đi rồi các bạn cắt len nha. Và chúng ta sẽ gáp hai cái mảnh này lại. Rồi chúng ta sẽ xỏ qua cái kim khâu len nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc qua cái điểm đầu tiên này trước đi các bạn. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục làm những cái chân móc ở phía dưới này ha. Các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái nhánh bên ngoài này nè các bạn, cái nhánh bên ngoài này ha. Đồng thời đâm kim vào cái nhánh bên trong của cái bên đây ha. Rồi các bạn cứ kéo cái len này qua. Đây, tiếp tục chúng ta cũng sẽ làm từng chân móc nha. Đó các bạn, chúng ta cứ làm từng chân móc như vậy á. Rồi chúng ta nối lại hai cái điểm này lại với nhau nha. Rồi nói chung là các bạn làm cái kiểu khác cũng được nữa, làm sao mà chúng ta ghép hai cái mảnh này lại là được rồi. Đây các bạn, ở cái chỗ điểm này. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành rồi đó các bạn. Chúng ta sẽ đưa nó qua lại đi để cho nó cố định hơn ha. Rồi cho nó xuống phía dưới này. Rồi các bạn sẽ cắt đi cái đoạn len thừa này nha. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành được cái bo tay áo rồi nè các bạn. Đó, nó không có còn bự giống như ở phía trên nè. Rất là dễ thương đúng không các bạn? đó, hai cái tay rất là dễ cưng. Còn hai cái túi này nè, ở clip trước mình đã hướng dẫn cho các bạn rất là kỹ càng và cụ thể rồi, có hướng dẫn cho các bạn khâu gáp vô luôn á, thì mình sẽ để cái link hướng dẫn đó ở dưới cái phần mô tả nha. Rồi các bạn sẽ móc cái túi này hoặc là cái túi của cái áo cardigan kia cũng được nữa, tới 2-3 loại túi lận, mình hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết và cụ thể luôn á. Rồi các bạn sẽ nhìn xuống dưới cái phần bình luận hoặc là cái phần mô tả, mình sẽ để link ở đó và phút thứ bao nhiêu mình sẽ ghi cụ thể nha. Bây giờ mình sẽ làm ở cái phần phía trên nha các bạn. Phần phía trên của chúng ta nó sẽ có như thế này nè. Đây cái áo mình có vẽ nè các bạn, thì ở chỗ này chúng ta sẽ làm giống như cái phần bo tay áo cũng như là gấu áo ha, cho nó có cái điểm nhấn của cái áo của hoodie á các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ móc như thế nào? Ở đây của chúng ta cái size của mình hồi nãy là cái hàng này là 9 mũi móc đơn đúng không các bạn? Còn cái size nhỏ hơn hoặc là cái size lớn hơn thì các bạn cũng sẽ dựa vào đây. Nói chung là từ cái size của mình trở về nhỏ hơn á, từ cái size 0 đến 3 tháng cho tới cái size 12 đến 18 tháng như vậy nè, thì các bạn có thể là làm theo cái công thức giống mình. Còn như là cái size mà nó lớn hơn các bạn, thì cái chỗ của cái phần ngực trước á, nó khác nè, 10 hoặc là 11, 12 đồ nè, thì các bạn cứ tức là chúng ta thay vì chúng ta sẽ móc từ cái điểm này nè, từ cái điểm của cái góc vuông này, thì các bạn sẽ móc xích qua đây cỡ 2 chân móc nữa đi, là bắt đầu từ cái điểm này nè, móc vòng qua đây tới cái điểm thứ hai bên đây như vậy ha, để cho nó đồng đều á các bạn, để khi mà chúng ta làm cái chỗ này nè, chỗ cái hàng này nè, thì nó sẽ vừa với cái này luôn. Thì các bạn có thể là chừa ra hai cái mũi, hai cái màu đỏ này nè các bạn nè, mình sẽ làm cho nó tới đây thôi cũng được nữa, để cho nó có điểm nhấn các bạn, khác với những cái áo khoác khác vậy đó. Mình sẽ chừa ra nhiêu đây nè, rồi như vậy thì các bạn sẽ tự do cái chỗ đó luôn nha. Với cái size áo này các bạn, thì mình sẽ tăng 2 mũi ở phía sau lưng ha các bạn, cái mũi của cái góc vuông thứ 2 nè và mũi của góc vuông thứ 3. Còn hai cái góc vuông đây thì mình không tăng, tại vì cái tay móc của mình có lỏng tay các bạn. Rồi nếu mà tay móc của các bạn mà chặt tay thì các bạn có thể là tăng 4 điểm cũng được nữa, mỗi điểm mình móc thêm một mũi vô ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ theo dõi mình làm cái này đi. Khi mà các bạn móc cái size lớn hơn thì các bạn có thể là dựa theo ở đây để mà các bạn móc, thay vì một lát nữa mình sẽ móc cái chỗ này nè các bạn, là 6 mũi móc đơn phải không, mình sẽ móc tổng cộng là 12 mũi móc đơn, rồi mình sẽ gặp lại các bạn. Rồi khi mà mình gặp lại rồi mình bẻ cong nó lại thì nó sẽ tới cái điểm nào thì mình sẽ giữ nguyên cái điểm đó luôn. Còn nếu mà các bạn mà làm mà cái size lớn hơn, có cái số mũi móc nó nhiều hơn thì các bạn có thể là dựa theo mình để các bạn làm. Các bạn sẽ lấy cái điểm đầu tiên này để mà các bạn làm, khi mà các bạn bẻ lại thì nó sẽ nằm ở cái khúc này luôn ha, cái chỗ này thì cũng dễ dàng thôi các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ móc xen kẽ lẫn nhau ha các bạn. Ở đây là hàng mũi móc kép nè, như vậy là bây giờ chúng ta sẽ đâm kim vào cái điểm này để chúng ta móc cái hàng mũi móc đơn nha các bạn. Thì ở đây cũng xen kẽ giống như ở phía dưới cái phần nón các bạn sẽ móc một mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc mũi móc xích này nè, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn nha. Sau đó là các bạn lại móc một mũi móc đơn vào cái chân móc kế bên, một mũi móc đơn vào cái chân móc kế tiếp, rồi làm lần lượt tới cái góc vuông thứ hai nha các bạn. Mình sẽ móc vào đó là 2 mũi móc đơn cùng một chân, rồi cái chỗ len thừa này các bạn cắt bỏ đi để một lát nữa mình không có cần kiểm tra nữa ha. Rồi gần tới cái điểm góc vuông thứ hai rồi nè các bạn, khi mà móc vào đó 2 mũi móc đơn cùng một chân thì các bạn cứ móc nè, đây 2 mũi móc đơn cùng một chân, rồi những cái chân móc kế tiếp các bạn lại móc một mũi móc đơn. Tới cái góc vuông thứ ba các bạn sẽ móc là 2 mũi móc đơn ha. Tới góc vuông thứ tư thì chúng ta móc một mũi móc đơn, và mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn móc tới đó luôn nha. Mình đã móc tới cái góc vuông cuối cùng rồi nè các bạn. Đây, cái chỗ này ha. Rồi, nếu mà các bạn size lớn, các bạn sẽ móc thêm cho mình 1-2 chân móc nữa đi. Rồi cái chỗ mà bên cái đầu á, thì các bạn thay vì là móc ở đây thì các bạn sẽ dời ra, ví dụ như là 2 chân móc nữa, để cho cái này nó một lát nữa khi mà chúng ta móc giống như cái phần này nè các bạn, thì nó được vừa vặn hơn ha. Có thể là vừa tới cái điểm trắng này cũng được, hoặc là có thể là nó sẽ chừa ra tới cái đoạn này, là còn chừa ra 2 mũi móc kép ở đây cũng được luôn ha. Rồi như vậy thì nó dễ hình dung hơn đúng không các bạn? Rồi khi mà bên đó các bạn móc ở cái điểm nào thì bên đây các bạn cũng sẽ kết thúc ở cái điểm đó. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích đi các bạn. Các bạn sẽ quay ngược cái đầu móc này lại ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc vào cái chân móc đầu tiên này nè, 1 mũi móc kép. Rồi các bạn sẽ đâm kim nửa nhánh, các bạn lại móc 1 mũi móc kép. Bây giờ là chỉ có chân móc đầu và cái chân móc cuối á, các bạn sẽ móc là nửa nhánh bên ngoài thôi ha. Rồi giống hệt như cái phần kia các bạn, thì các bạn sẽ xen kẽ hàng, một hàng đơn, một hàng kép, một hàng đơn, một hàng kép tới cái chiều cao của cái chiếc nón nha các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn gáp lại cái nón này, rồi chúng ta làm hàng viền nữa là xong. Rồi các bạn sẽ nhớ là hồi nãy mình hướng dẫn cho các bạn may cái phần nút á, cái phần nút là mình may rồi, hồi nãy là mình may rồi. Rồi các bạn sẽ làm theo hướng dẫn của mình đi cho nó nhanh gọn lẹ ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc tới cái chiều cao nón của các bạn nha. Ở đây cái chiều cao nón của mình là, ở đây là 24 nè. Mình sẽ gặp lại khi mà mình đo từ cái hàng mũi móc đơn đầu tiên của mình nè lên tới trên. Đây là 24cm, của các bạn là bao nhiêu thì mình sẽ gặp lại các bạn nha. Đây các bạn, tính từ cái hàng mũi móc đơn ở đầu này và ở cái hàng cuối cùng nè, mình đã móc được 24cm. Vậy là mình đủ cái chiều cao của cái phần nón rồi ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ghép lại nha. Và ở đây là các bạn thấy là nó đang nằm ở cái mặt trong nè các bạn. Ngay cái mặt trong ha, các bạn sẽ bẻ nó lại như thế này để chúng ta làm cái mặt trái. Một lát nữa cái mình lộn lại thành cái mặt phải là được ha. Và bây giờ các bạn sẽ đâm kim cho mình qua cái chân móc đầu tiên của cái mảnh còn lại nè. Các bạn sẽ kéo cái len này qua và tạo cho mình một mũi trượt nha. Rồi tới cái chân móc thứ hai nè, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ hai, đồng thời đâm kim vào chân móc thứ hai của cái phần bên đây luôn. Rồi các bạn sẽ kéo len qua tạo một mũi trượt. Các bạn sẽ trượt cho mình lần lượt đến gần cuối hàng ha. Chúng ta sẽ chừa ra khoảng 3 đến 4 chân móc cuối cùng để chúng ta tạo cái đường bo lại cho nó bớt nhọn ở cái phần chớp của cái chiếc nón á các bạn. Rồi các bạn sẽ móc tới gần cuối này nha. Đây các bạn, chúng ta sẽ còn lại tổng cộng nè 1, 2, 3, 4, 5 ở cái chân móc thứ 5 này ha các bạn. Các bạn sẽ đâm kim xuống ở phía dưới nè, đâm kim xuống cái chân ở phía dưới ha, thay vì mình đâm kim ở chân móc này. Các bạn sẽ đâm kim xuống phía dưới, các bạn sẽ kéo lên và thực hiện một mũi trượt. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim xuống cái hàng phía dưới luôn nè, và đâm kim song song qua cái mảnh bên kia ha. Rồi kéo lên thực hiện một mũi trượt. Sau đó là các bạn lại đi xuống cái phần phía dưới nữa nè, các bạn tạo một mũi trượt. Rồi bên cái điểm này một mũi trượt, tới cái điểm phía dưới này nè các bạn nè, chúng ta sẽ tạo một cái đường này nè, đó như vậy đó. Rồi các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích đi, chúng ta sẽ lộn lại thử ha. Rồi chúng ta thấy được rồi á, chúng ta sẽ cắt len nha. Đây các bạn, cái đầu trên này nó đỡ nhọn rồi nè các bạn. Đó, nó cũng sẽ gọn hơn ha. Thay vì là nó đi thẳng lên thì cái này là nó bè, nó bo lại giúp mình rồi nè. Như vậy là mình sẽ cắt len đi ha các bạn. Một lát nữa các bạn cũng sẽ lấy cái kim khâu len á, các bạn sẽ giấu cái len thừa vào trong cái mũi móc luôn nha. Rồi bây giờ các bạn lấy cái len màu trắng ra. Bây giờ các bạn cũng sẽ đâm kim vào cái chân móc của cái góc vuông này, các bạn kéo cái len màu trắng này qua ha. Rồi móc lên cho mình một mũi móc xích. Các bạn sẽ móc một mũi móc đơn vào cái chân móc đầu tiên này. Rồi bây giờ các bạn sẽ xoay ngang cái phần nón này lại, chúng ta sẽ viền nè các bạn nè, đâm kim lên cái chân móc ở cái hàng đầu tiên nè. Các bạn sẽ móc một mũi móc đơn ha, rồi các bạn sẽ đâm kim vào cái chỗ mà thân cái mũi móc kép nè các bạn. Các bạn sẽ đâm kim vào cái thân móc này, các bạn móc một mũi móc đơn. Rồi ở trên đây có một cái chân móc nè, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Trên đây cũng có một cái hàng móc đơn, các bạn cũng sẽ móc vào đây một mũi móc đơn. Rồi các bạn sẽ làm tương tự như thế cho tới bên kia luôn nha các bạn. Cứ mỗi cái điểm mà mình móc vô được á nè, các bạn thấy là nó sẽ đều bân với nhau nè các bạn. Đó, tới cái chỗ mũi này thì các bạn cứ đâm kim vào cái thân móc đó ha, để móc một mũi móc đơn. Rồi bên đây tới cái lỗ này các bạn móc một mũi móc đơn. Bên cạnh có một cái chân móc nè, móc một mũi móc đơn và làm lần lượt tới cái đầu bên kia. Mình đã móc tới cái chân móc kế cuối rồi nè các bạn. Bây giờ cái chân móc cuối này các bạn sẽ móc một mũi móc đơn luôn ha. Rồi bây giờ các bạn mình sẽ so sánh nè các bạn. Nè, khi mà chúng ta móc, nếu mà móc cái phần bo này nè nó bằng á thì chúng ta sẽ móc là nhân đôi lên, nhưng mà cho nó có cái phần uốn lượn kia thì mình sẽ thêm một mũi nữa ha các bạn. Hồi nãy là 6 phải không, 6 mũi móc đơn thì mình nhân đôi lên là bằng 12 mũi móc đơn, cộng cho một nữa là chúng ta sẽ móc là 13 mũi móc đơn. Vì vậy là chúng ta sẽ móc lên 14 mũi móc xích nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mũi móc xích nè. Chúng ta thêm một mũi nữa là 14, đâm kim vào cái chân móc xích thứ 13, các bạn móc một mũi móc đơn và làm lần lượt mỗi chân móc là mỗi mũi móc đơn cho tới đầu hàng luôn ha, là chúng ta sẽ có được 13 mũi móc đơn. Bây giờ mình sẽ móc với các bạn xuống tới cái chân móc đầu tiên luôn nha. Rồi các bạn sẽ quay lại và làm y hệt như là cái gấu áo nha các bạn. Rồi một lát nữa chúng ta chỉ cần khâu gáp vô thôi, mình lộn lại rồi mình khâu gáp vô nữa là xong rồi đó các bạn. Đây, lộn lại bên đây, quay đi ngược cái đầu móc này lại nè các bạn, đâm kim vào cái chân móc kế bên này nè, các bạn sẽ tạo một mũi trượt, tạo thêm một mũi trượt nữa ở cái chân móc kế bên để móc cái hàng móc tiếp theo. Và các bạn bỏ qua hai cái chân móc mũi trượt này nè, móc vào cái chân móc đầu tiên này một đơn, chân móc thứ hai một đơn, chân móc thứ ba một đơn, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ 10, 11, 12, 13, móc lên một mũi móc xích và làm tương tự lại ha. Rồi như vậy là chúng ta khi mà chúng ta uốn nó lại á nè, uốn nó lại như thế này thì nó sẽ nằm ra đâu các bạn nè, nó nằm ở chỗ cái chân này nè đó. Như vậy là nó đã phù hợp rồi ha. Hồi nãy mình nói là chừa ra ở phía này nè để làm điểm nhấn một xíu á. Rồi như vậy là chúng ta sẽ móc cho tới cuối hàng bên đây luôn ha. Rồi mình hướng dẫn cho các bạn tiếp nha. Mình đã móc được tới cuối hàng bên đây rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ móc lên một móc xích và chúng ta sẽ cắt ra một cái đoạn len dài nha, để mà chúng ta khâu gác vào á các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lộn lại như thế này ha. Nè các bạn, chúng ta sẽ ốp nó vào như thế này. Và bây giờ các bạn sẽ lấy cái kim khâu len đi, chúng ta sẽ xỏ cái len này qua nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm bên đây, còn bên kia thì các bạn sẽ làm tương tự luôn nha. Ở bên đây nè, mình làm 1 2, mình móc vào cái chân móc thứ ba của cái phần màu đỏ nè. Như vậy là mình sẽ đánh dấu lại ở cái chỗ màu đỏ này đi các bạn, để mình biết tới cái điểm đó là mình sẽ ngưng ha. Đó, mình đánh dấu lại cho nó kỹ như vậy thôi à. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gáp vào nè các bạn, đâm kim từ ở phía dưới nè, luồn lên trên, tuốt trên cái này luôn đó. Các bạn kéo len qua, sau đó là đi qua cái chân móc thứ hai nè, đâm kim luồn lên phía trên qua cái chân móc thứ 3 nè, đâm kim luồn lên phía trên. Chân móc thứ 4 nè, thẳng lên luôn ha. Rồi chân móc này tới kế bên cái chân móc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tháo này ra, rồi kéo mạnh nó lại ha. Ở cái điểm cuối cùng này các bạn sẽ đâm kim lên phía trên. Rồi làm lại một lần nữa ở cái điểm này đi các bạn. Rồi như vậy là mình đã nối lại thành công rồi đó. Rồi chúng ta sẽ đưa cái kim này nè vô bên cái điểm này đi. Sau đó là còn bao nhiêu cái mình sẽ giấu vào trong cái mũi móc luôn ha. Rồi chúng ta sẽ cắt len nè. Các bạn sẽ lấy cho mình một cái đoạn len nữa. Cái này là mình hồi nãy mình đã làm rồi, nó còn dư một xíu nè. Các bạn thắt rút nó lại ha. Rồi bên đây mình đã nè các bạn, mình đã ghép nó vô một chỗ này nè, mình khâu nó lại cho nó cố định. Bên đây mình cũng đã khâu rồi nè, thì còn ở cái phần bên đây với cái phần chính giữa mình cũng sẽ khâu nó lại cho nó cố định luôn ha. Nè các bạn cứ đâm kim lên phía trên này đi, rồi chúng ta khâu lại một hai lần ở đây nè để cho nó cố định lại cái điểm này ha. Mình khỏi cần phải khâu hết cái này. Thường thường á các bạn làm mình ưa có đi vòng những cái mũi ở phía trong á, nhưng mà cái này khỏi, cái này mình gáp vô vài cái được rồi là mình cắt len thôi ha. Đó, rồi cắt len. Rồi các bạn sẽ làm vòng vòng luôn ha. Ở chính giữa các bạn làm 1-2 cái, ở bên đây các bạn cũng làm. Rồi mình sẽ gặp lại khi mà chúng ta hoàn thành được cái sản phẩm này nha. Đây các bạn ơi, mình đã hoàn thành xong cái phơm áo cardigan mix hoodie này rồi nè các bạn. Cái phơm nón của chúng ta hôm nay á, là cái phơm nón của cái hoodie á các bạn. Với cái mũi móc này kết hợp với lại cái bo viền này tạo nên một cái nón thật là chuẩn phơm luôn đúng không các bạn. Nè các bạn thấy nè, nó im quá trời im luôn, giống như là hàng mà ở ngoài người ta bán vài triệu luôn á các bạn. Nếu mà các bạn quen cái mũi móc này thì các bạn sử dụng cái mũi móc này trong những cái áo hoặc là váy á, là các bạn thấy là nó mềm mịn và nó rất là xịn luôn. Nè các bạn, ở cái bao tay áo của chúng ta nè rất là mềm mại luôn, và cái độ đàn hồi chỗ này nó cao là các bạn, nó không có như cái mấy cái áo đợt trước mà mình hướng dẫn cho các bạn là nó hơi bó cái tay á, thì cái này là nó đã cải thiện lại rồi nè. Dưới cái phần này nó cũng không có quá là gom vô các bạn, tại vì cái phơm hoodie thường thường là nó sẽ dài xuống một xíu nữa, nhưng mà cái này là mình làm ngắn thôi, tại vì mình cũng làm theo yêu cầu của khách đó các bạn. Tại vì dài quá thì nó không có hợp với baby á, mấy bé mà nó lớn một xíu thì nó mới đẹp hơn, còn cái này là 12 đến 18 tháng cho nên là mình phải làm theo yêu cầu thôi. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu áo cardigan mix hoodie này của mình nha. Mình hy vọng là các bạn ai cũng sẽ móc đẹp cái chiếc áo này và tặng ảnh cho mình khi mà các bạn móc hoàn thành nha. Mình chúc các bạn móc thành công, và mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi đến cuối clip và thực hiện cái mẫu áo này cùng mình nha. Và tất cả những cái túi này nè, mình sẽ để link hướng dẫn hot ở phía dưới để cho các bạn kết vào để chúng ta có cái thêm điểm nhấn nha. Bây giờ mình xin tạm dừng video tại đây. Chúc các bạn một ngày thật là vui tươi nha. Bye bye.